năm 2007, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO lần thứ 48. Kỳ thi được đánh giá là một trong những kỳ thi được tổ chức long trọng, chu đáo nhất. Cho đến lúc đó, chưa có kỳ thi nào nước chủ nhà lại có đội ngũ hùng hậu các cựu thành viên IMO, các nhà toán học có tên tuổi ở trong nước và từ nước ngoài tụ hội về tham gia chấm thi. IMO 2007 đã thành công rực rỡ, uy tín của cộng đồng toán học Việt Nam được khẳng định và nâng cao. Sau thành công của kỳ thi toán quốc tế IMO 2007, hội thảo hợp tác với các nhà toán học Việt Nam ở nước ngoài đã được tổ chức tại khách sạn Melia, Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao khác. Có thể nói, tại hội thảo này, một thời kỳ mới của toán học Việt Nam đã bắt đầu khi Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng chương trình phát triển toán quốc gia để trở thành cường quốc thế giới về toán học. Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, ban soạn thảo đứng đầu là giáo sư Trần Văn Nhung, khi đó là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều nhà toán học tâm huyết đã luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao. Phó Thủ tướng đã dự toàn bộ các phiên họp, nghe báo cáo xây dựng đề cương, báo cáo dự thảo chương trình trước khi trình chính phủ, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành để lấy ý kiến. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ trì nhiều phiên thảo luận đề án thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, xây dựng quy chế, tổ chức và hoạt động của Viện. Ngay từ những kỳ họp đầu tiên, điều mà ban soạn thảo tập trung bàn luận là tìm giải pháp cốt lõi cho chương trình. Giải pháp được ban soạn thảo đề xuất và được ủng hộ cao của cả cộng đồng toán học là phải thành lập một viện nghiên cứu tiên tiến theo mô hình đã có ở một số nước phát triển. Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ khác cũng được thảo luận để hơn 2 năm sau đó tiếp thu ý kiến đóng góp tại các hội thảo của nhiều nhà toán học và các nhà quản lý, cũng như khảo sát học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài. Đầu năm 2010, chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã được hoàn thành và trình lên chính phủ. Mục tiêu của chương trình là phát triển nền toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt, nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực khác nhau. Phấn đấu đến năm 2020, toán học nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới. Ngày 17 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt chính phủ ký quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020. Và hai ngày sau, một sự kiện trọng đại đã diễn ra tại Đại hội Toán học Thế giới ở Hyderabad, Ấn Độ. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đầu tiên của các nước đang phát triển, được nhận giải thưởng Fields. Từ đây, một thời kỳ mới cho sự phát triển bậc cao của toán học Việt Nam bắt đầu. Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2342/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp Toán. Tháng 3 năm 2011, Giáo sư Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm Giám đốc Khoa học, và tháng 6 năm 2011, Giáo sư Lê Tuấn Hoa được bổ nhiệm Giám đốc điều hành đầu tiên của Viện. Viện là một tổ chức khoa học và công nghệ đặc thù, có chức năng tạo môi trường học thuật đặc biệt cho các nhà khoa học, các giảng viên đại học thực hiện những ý tưởng, đề tài nghiên cứu toán học xuất sắc, có ý nghĩa khoa học, ứng dụng cao và hỗ trợ đào tạo nhân tài.
ngày 17 tháng 1 năm 2012, Viện đã tổ chức lễ ra mắt quốc tế